về sau thì chúng ta sẽ đến tận chiều để làm sao có lần đầu tiên trong lịch sử công ty trở thành chủ lĩnh quốc tế. Điện thoại của công ty Natalia Rogenska. Я была более чем Вьетнам. Но мне очень понравилась красивая страна и у вас потрясающая. Пришла в бизнес, приняла решение. Была на первом событии, друзья, и по-настоящему увидела возможности компании. Чтобы состояться, очень важно первое принять решение. Вы готовы к бизнесу? Где каждый человек может расти от события к событию. Особенный рост каждый человек получает от события к событию. События компании. Đó là một những sự kiện lớn của tập đoàn sức khỏe CBD. Очень важно в разных валютах мира. Có nghĩa là chúng ta có cơ hội tạo ra thu nhập của chúng ta với nhiều loại ngoại tệ. В брендированном автомобиле. Vâng, khi các anh chị và các bạn ngồi sau tay lái của chiếc xe thương hiệu của chính mình cho chính công sức của chúng ta 1-2 tiếng đồng hồ để làm công việc này. И всего несколько часов в неделю. Vâng, và mỗi tuần chúng ta chỉ tốn đâu khoảng 10 tiếng đồng hồ đúng không ạ? То дополнительные возможности и дополнительный доход для вас. Эксклюзивные путешествия вместе с компанией. Да. Если вы чувствуете в себе потенциал. Тогда это возможность для вас. А теперь карьера. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn về một chương trình với tên gọi là bắt đầu khởi nghiệp từ danh hiệu tư vấn tin tưởng. Это партнер с товарооборотом 5000 учатся. Và đây cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải được học tập. И поэтому квалификационный подарок это участие на ближайшем событии компании. Партнер, который создает товарооборот 20000 баллов. Ở đây chúng ta nói đến nhà tư vấn chuyên nghiệp. Nhà tư vấn chuyên nghiệp tức là những tư vấn viên xây dựng được hệ thống tiêu thụ sản phẩm với doanh số 20 điểm hàng tháng. Он имеет возможность от компании. Số và hoàn thành những tiêu chuẩn để nhận được những chiếc xe thương hiệu. И уже начинает зарабатывать от 42 миллионов долларов. Và với danh hiệu nhà tư vấn. И уровень ведения бизнеса. Это национальный лидер. Và CV hiện nay đã có hơn 60 thủ lĩnh quốc gia. Корпоративное золото и возможность войти в клуб миллионеров. Получая дополнительный доход, собственный бизнес и международная карьера. Эти все возможности дает компания. Đó là những cơ hội mà công ty đang dành cho các anh chị, đang chờ đón các anh chị đón nhận. Делайте выбор, с
какой скоростью вы хотите стартовать в бизнесе? Которые заключили соглашение с компанией. В сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. Встаньте, пожалуйста, мы хотим вас поприветствовать в зале. Thật nhiều thu nhập từ công ty và nhận được tất cả các
себя, но вы бежите в сердце здоровье. Вам và cũng có các tư vấn viên đến với tập đoàn sức khỏe Chile với mong muốn xây dựng được công nghiệp kinh doanh của riêng mình. От того, какую вы выбрали стратегию, выбрали цель, зависит ваш личный объем. Cho dù với bất kỳ mục tiêu nào, bất kỳ mục đích nào các anh chị lựa chọn thì cái doanh số cá nhân sẽ nói lên cái mục tiêu của các anh chị. Для тех клиентов, которые пришли с выгодой пользоваться. Và đặc biệt công ty rất đánh giá rất cao các tư vấn viên đã đặt cho mình cái tiêu chuẩn doanh số 500 điểm của công ty hàng tháng. И из года в год на бизнес-конгрессе и на практике делового успеха показывает, что бренд «Сибирское здоровье» продавался, продается и будет продаваться во многих странах мира. Vâng, và điều này minh chứng rằng thương hiệu của tập đoàn sức khỏe Siri đã được bán, đang được bán và sẽ được bán trên các nước trên thế giới. 210 triệu đồng chia đều cho 10 thành viên có chỉ số phát triển tầng một cao nhất. Vâng, và tiếp theo ở đây chúng ta nói đến tốc độ kinh doanh. Chúng ta lựa chọn tốc độ kinh doanh nào? Vâng, tốc độ kinh doanh ở đây công việc kinh doanh của chúng ta thành công hay không thì nó phụ thuộc vào tốc độ kinh doanh. Nhân viên có tiêu chuẩn. Vâng, khi chúng ta hoàn thành có danh hiệu nhà tư vấn viên trưởng. Vâng, với danh hiệu tư vấn viên trưởng thì thu nhập trung bình chúng ta là khoảng 10,5 triệu đồng. У вас есть возможность подключиться к корпоративному кругу лидерства. Vâng, và khi đó chúng ta có cơ hội sẽ kết nối với những chương trình cũng như những chương trình dành cho успешного старта. Vâng, đó là những chương trình mà giúp cho chúng ta có sự khởi động thành công trong việc kinh doanh của mình. Ngắn gọn về 6 chương trình hỗ trợ kinh doanh của tập đoàn sức khỏe Siri. Которые обязательно приведут вас к успеху. Vâng, những chương trình này nhất định sẽ đưa tất cả anh chị, những tư vấn viên đến thành công. Vâng. Стандарт компании Пресот Павловский, который транслирует эту свою команду. Vâng, và chương trình dành cho những tư vấn viên quyết định cho mình sự tận dụng những tiêu chuẩn của công ty doanh số 500 điểm, đó là chương trình câu lạc bộ 500. Vâng, đó là chương trình phần thưởng cho nhanh mới, chương trình. Vâng, trong quyển sách này là tập hợp của kinh nghiệm của rất nhiều thủ lĩnh mạnh mẽ của tập đoàn sức khỏe Siri. Các anh chị nếu mà tuân thủ theo những lời khuyến cáo trong quyển sách này, vâng, xin chào các chị và các bạn. Xin chào các bạn thân mến. Grazie, che la mia Giulia. Anh ông đi có hỏi tôi còn sức lực không? Oh, vâng. Tiếp tục. Я очень рад сегодня сказать несколько слов для вас. Вы не здесь, видите только вы. Vâng. Và những gì mà các chị và các bạn ngày hôm nay thấy ở đây thì là điều chỉ riêng các chị mới thấy thôi. И это с вами. Vâng, và tôi rất hạnh phúc được có mặt trong ngày hôm nay cùng với anh chị và các bạn. Вы видите, от счастья мое лицо цветом похоже на этот баннер. Đạt được cho các anh chị, đạt được những thành công, đạt được những mục tiêu mà đã được các thủ lĩnh trước đây. Для того, чтобы достичь две цели, это свое время. Комсал. Вы все kiếm thêm được thu nhập, làm cách nào để chúng ta có thể muốn mua những cái. Vâng, và khi người quen người thân của các anh chị ở trong Việt Nam không còn ai nữa thì chúng ta có thể đi sang Lào, Campuchia. И у вас будет сегодня я познакомился с одним замечательным человеком. Vâng, ngày hôm nay ông Igor làm quen được với một người rất là đặc biệt. Он пошли, không phải cho tôi mời. Но мы в компании не делим наших консультантов. Они все наши. Это доктор Вьетнама. Vâng. Давайте им все похлопаем. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay đặc biệt. Ну а сейчас то, что делают. Это люди, которые приходят в компанию и сразу принимают решение остаться в ней навсегда. Vâng, và dành cho các nhân viên mới khi đến tham gia cùng chúng ta và quyết định ở lại cùng với chúng ta mãi mãi. Эти люди влюбляются в наши продукты и сразу покупают.
покупает их. Đó là những cái mới của anh chị của bạn thực hiện danh đơn đặt hàng 75 điểm trở lên. И регистрация для него становится совершенно бесплатной. Vâng, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những phần quà cùng với việc đăng ký miễn phí. Но если он будет приобретать продукты, где đơn hàng từ 100 điểm trở lên, его подарок будет еще более весомый. Vâng, thì khi đó phần thưởng dành cho chúng tôi mới đó sẽ cao hơn. Но. Đó là. Это. Это. Давайте говорить по-русски. Хорошо. Bây giờ chúng ta nói bằng tiếng Anh. Хорошо. Это. Хорошо. Наконец, следующий акцент. Vâng, bài chương trình tiếp theo. А что же получите вы? Люди, которые приглашают вас принести бонус. Thì, các tư vấn viên mới này có thể mang lại cho các anh chị những phần thưởng. Пожалуйста, если вы в течение месяца. Vâng, nếu như các anh chị trong vòng một tháng. Пригласите 5 человек. Mà chúng ta mời được 5 tư vấn viên mới phải. Которые хотели регистрироваться в одном продукте на 50 баллов. Вы получите подарок. Вместе с вашими новыми консультантами. Nếu như các anh chị và các bạn cùng với những tư vấn viên mới của mình. По итогам месяца. Ngày hôm nay đến với chúng ta tham dự hội nghị kinh doanh quốc tế là những thủ lĩnh rất mạnh mẽ của tập đoàn sức khỏe CBD. Những thủ lĩnh đã trải qua những con đường từ những tư vấn viên bình thường để trở thành thủ lĩnh quốc gia. Chúng tôi xin mời lên sân khấu các tư vấn viên, những người đã đến với chúng ta đều có nghiệp. Vâng, xin thưa các bạn, một yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ của tập đoàn sức khỏe CBD. Именно по этой технологии строит бизнес наша знаменитая Уральская династия национальных лидеров. Vâng, chính nhờ công nghệ của sự kiện này mà chúng tôi đã xây dựng nên được một vương triều được gọi là vương triều Ural, vương triều của các thủ lĩnh quốc gia. По технологии событий строит наш бизнес наши наставники. Vâng, với công nghệ của sự kiện, tôi Tatiana và chồng tôi Vladimir, chúng tôi đã xây dựng được công việc kinh doanh của mình và sau 5 năm tham gia cùng tập đoàn sức khỏe Thiên Linh, chúng tôi đã trở thành thủ lĩnh quốc gia. Thế thì Tatiana hỏi chúng ta rằng có bao nhiêu chiếc xe máy xe đắt đỏ có thể lưu hành trong những thành phố 10 triệu dân. Chiếc xe máy xe đắt đỏ chúng ta cần phải mời vào hệ thống bao nhiêu tư vấn viên, các anh chị có biết không? Отлично. Vâng, xin cảm ơn. Если я хочу. Vâng, và đồng thời nó sẽ mang đến cho các tư vấn viên cái sự cái động lực phát triển từ chính bản thân các tư vấn viên. Первое. Vâng, điều đầu tiên đón nhận những cái kiến thức từ những tư vấn viên thành công khác. Корпорации Сибирская Здра круг лидерства. Vâng, thưa các chị và các bạn, trong tập đoàn tạo mà công ty đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc của mình. Ехали, чтобы развивать бизнес в Вьетнаме. Vâng, và ngày hôm nay chúng tôi đến đây. Используя технологию событий огромное количество времени. Vâng, thì các chị cũng nên ghi nhớ một điều rằng chúng ta hãy tận dụng tài một đất nước. На главном обучающем событии корпорации Сибирское здоровье. Vâng, đó là đại hội kinh doanh của tập đoàn. Начинается бизнес во всей Азии. Vâng. И первое. Ngày hôm nay đó là ngày. Коллеги, на сцену поднимается партнер, который сделал личный объем 500. И мы просим присоединиться к партнерам. Ba tháng liên tục. Và đến ngày hôm nay
ngầm hút đầu tiên tôi đồng là khách hàng của đồng lô hôn minh bắc cơ lan và trà sông khớp cái nhà ở đây sản phẩm. Vâng, xin mời em chia sẻ. Em dùng sản phẩm gì? Rất là vui khi mà tôi dùng và có kết quả ngay sau những ngày đầu tiên. Lần đầu tiên tôi đã có kết quả hàng tháng. Vâng, chúng ta xin dành lời cảm ơn chị Tâm. Và chị Tâm thì có một số vấn đề về sức khỏe và tôi đã được biết Robobin, Chelsea và tôi thấy là dùng rất tự nhiên là tôi được Tâm biệt của chúng ta. Tôi tên là Đặng Thị Nguyên, năm nay tôi 50 tuổi. Trước khi tham gia vào công ty.
nhận được phần thưởng cho chương trình sự nghiệp đó là máy ảnh. Vâng, và đây là những anh hùng, những anh hùng mới của chúng ta. Vâng, cùng với các tư vấn viên trưởng tôi, chúng tôi xin mời lên đây những phần thưởng của công ty sẽ là máy quay phim. Tôi là Trương Huy Cường, trước kia thì tôi làm nhà báo và làm trong lĩnh vực dầu khí, và tôi được anh Minh giới thiệu cho Siberi, và tôi bắt đầu từ tháng 8 và anh Minh bảo là em phải khởi động nhanh, và tôi tin theo anh Minh và chị Olga thì tôi phải khởi động nhanh. Thế khởi động nhanh đầu tiên thì tôi được cái túi 200 đô và tháng này, kết thúc tháng này thì tôi sẽ được. Oh, yeah.
Máy chạy action. Anh hỏi để chị ấy trả lời. Vâng, chị biết rồi. Thế chị trả lời luôn ạ. Đến với Siberia tôi cảm nhận như đến với một gia đình thứ hai. Với Siberia tôi có cảm có đã đem lại cho tôi và những điều rất là lý thú. Đó là tôi nhìn thấy một cơ hội rộng mở, một tiềm năng rất là phát triển trong tương lai đối với bản thân tôi, gia đình tôi cũng như là rất nhiều người thân xung quanh ở đất nước Việt Nam. Mà tại buổi ngày hôm nay tôi thấy tôi rất là hạnh phúc và tự hào với bản thân tôi và tất cả những đội ngũ của tôi cũng như đồng nghiệp có mặt trong buổi sự kiện ngày hôm nay tại đất nước Việt Nam. Ok. Có thể sẽ phải sửa lại đấy. Không được. Không được. Được. Ok, ok. Cái đấy là tốt rồi. Ok, máy chạy. Cô nhìn vào anh nhá, máy chạy. Tôi rất là thích công ty CBD. Nó đã đem lại cho tôi có rất nhiều cảm xúc. Thứ nhất là nó đem cho tôi sức khỏe. Tôi rất là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khởi như hôm nay. Tôi vừa có sức khỏe và công ty CBD đã mang lại cho tôi một cơ hội để tôi hoàn thiện bản thân. Hiện nay tôi đang được khóa một cái danh hiệu là tư vấn viên cao cấp và tôi sẽ giúp cho rất nhiều người khác cùng đồng hành với tôi. Tôi nghĩ rằng cái công việc này tôi làm được thì rất nhiều khác người khác cũng làm được. Ok. Máy chạy, cô nói một cháu với. Tôi chọn CBD bởi vì tôi thấy CBD có rất nhiều những cái mà làm cho tôi rất là yêu mến, đặc biệt là về sức khỏe của CBD. CBD đã cho tôi rất nhiều sản phẩm để tôi có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân của tôi cũng như là các thành viên trong gia đình. Cho nên là tôi rất là yêu thích CBD. Và riêng cái cuộc hội nghị ngày hôm nay với tôi là một ấn tượng mà tôi chưa bao giờ được tham dự được một cái hội nghị quốc tế lớn như ngày hôm nay. Vì thế nên tôi thấy rất là phấn khởi và vinh dự. Và hiện tại thì tôi cũng đã mở được cái danh hiệu nhà tư vấn cao cấp và tôi sẽ cố gắng và sẽ phấn đấu hơn nữa để chia sẻ với nhiều người, làm cho nhiều người biết CBD và sử dụng sản phẩm của CBD để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Ok, được rồi, tốt ạ. Ok, máy chạy. Tôi là Thu, tôi đến với CBD thì tôi rất là hào hứng vì công ty CBD có một sản phẩm giá trị chất lượng cho tôi và cho cuộc sống cộng đồng. Chính vì vậy ngày hôm nay sự kiện của CBD đã giúp tôi trưởng thành bản thân tôi và tôi sẽ cùng CBD hợp tác cùng CBD đến trọn đời và tôi sẽ mang cái sản phẩm của công ty CBD đến người Việt Nam và tất cả thế giới để biết đến thương hiệu CBD. Ok, được rồi ạ. Cảm ơn cô. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Máy chạy. Xin chào tập đoàn sức khỏe Siberia. Tôi tên là Đặng Thị Biên. Trước khi tham gia công ty thì tôi là một bác sĩ. Và hiện nay tôi cũng đang công tác tại phòng y tế công nghiệp. Thế thì tôi tham gia công ty vì tôi nhận thấy là công ty mang lại cho tôi một cái cơ hội rất là lớn. Xin lỗi nhé. Cô nói lại được luôn. Xong là nói như là tức là cô là ok máy chạy ạ. Xin chào tập đoàn sức khỏe Siberia. Trước khi tôi tham gia công ty thì tôi làm nghề bác sĩ. Thế và tôi yêu quý công ty vì là công ty đưa ra những các dòng sản phẩm về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Thế và
sau 4 tháng tham gia cùng với lại công ty thì tôi có một thu nhập ổn định là trên 16 triệu đồng. Thế và cái buổi sự kiện ngày hôm nay thì cũng mang lại cho tôi một cái cảm xúc rất là lớn, đã giúp cho tôi có một cái kiến thức và một cái kỹ năng làm việc. Và tôi tin rằng là sau cái sự kiện này thì cái hệ thống của tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xin cảm ơn. Ok, cô nói rất hay ạ. Tôi muốn nói hai lời cảm ơn. Lời cảm ơn thứ nhất là đến nước Nga 43 năm trước đây, nước Nga đã cho tôi học vấn. Cháu xin lỗi ạ, đèn tắt đèn. Nói chưa chú lại nói máy chạy. Tôi muốn nói hai lời cảm ơn đến nước Nga. Lời cảm ơn thứ nhất, 43 năm trước đây nước Nga đã cho tôi học vấn và nhờ những quá trình học đại học tôi có bằng kỹ sư và tôi yêu nước Nga, yêu thiên nhiên Nga, yêu con người Nga, thấu hiểu nền văn hóa Nga và bằng những kiến thức đó tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của một công chức và một kỹ sư. Nay ở tuổi 60 đã nghỉ hưu, tôi lại trở lại với tập đoàn quốc tế CBA. Và lời thứ hai, lời cảm ơn của tôi là đối với tập đoàn quốc tế CBA đã đem đến những sản phẩm tuyệt vời nhất để bây giờ tuổi này chúng tôi có sức khỏe và tôi chia sẻ cho rất nhiều người Việt Nam để có sức khỏe. Sự kiện hôm nay thật là tuyệt vời. Sự kiện hôm nay là đến những thủ lĩnh giỏi nhất của tập đoàn sức khỏe CBA đem đến kiến thức và đã đào tạo cho rất nhiều tư vấn viên chúng tôi. Tôi tin chắc rằng đội ngũ tư vấn viên Việt Nam sẽ xứng đáng để phát triển tập đoàn quốc tế CBA tại Việt Nam và tôi thấy rằng là tập đoàn quốc tế CBA sẽ kinh doanh vô cùng hiệu quả ở Việt Nam và chúng tôi luôn luôn cùng với tập đoàn quốc tế CBA tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Dạ được rồi ạ, cháu cảm ơn. Ok, máy chạy. Tôi là Trương Huy Cường. Tôi rất yêu tập đoàn sức khỏe Siberia bởi vì nhờ cái sản phẩm rất tuyệt vời của tập đoàn sức khỏe Siberia thì tôi sẽ giúp mẹ tôi sống lâu, đưa mẹ tôi đi vòng quanh thế giới và hai con gái tôi sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, cộng với người vợ của tôi sẽ trẻ, khỏe, đẹp, lâu dài. Với Siberia, tôi có thể có một cái sự nghiệp kinh doanh không chỉ ở Việt Nam mà còn nguyên cả thị trường châu Á. Cái hội nghị kinh doanh quốc tế ngày hôm nay đã tạo cho tôi một cái cảm xúc rất là lớn. Tôi đã nghe và thấu hiểu những cái chia sẻ của các thủ lĩnh quốc tế, các thủ lĩnh và quốc gia và thủ lĩnh quốc gia. Và cái sự kiện ngày hôm nay theo tôi nó là một cái bước khởi đầu rất là tốt đẹp và một cái bước ngoặt để có thể làm bùng nổ cái thị trường Việt Nam. Và tháng này đối với tôi là tháng kinh doanh thứ 5 và tôi đã thực hiện được cái chương trình khởi động nhanh và đã được một cái túi phần thưởng trị giá 4 triệu đồng. Và trong tháng này thì tôi sẽ nhận được cái phần thưởng 500 đô và sẽ khóa thành công cái danh hiệu tư vấn viên trưởng. Đây là một cái nấc thang rất là quan trọng, một cái bước khởi đầu rất quan trọng đối với bản thân tôi để tôi tiếp tục thực hiện những cái nấc thang tiếp theo của mình. Và tôi tự tin là vào năm 2016, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn sức khỏe Siberia thì tôi sẽ nhận chiếc Mercedes. Ok anh.